là phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một lần. Một nhỏ phương trình bậc nhất một lần. Nào, mời các em quan sát vào phương trình bậc nhất một lần. Thì trước hết là phương trình của chúng ta nếu có dạng AX cộng B bằng 0 thì phương trình này được gọi là phương trình bậc nhất một lần. Em gọi hai bạn kia vào. Em gọi hai bạn Thùy Dương với cả bạn học cùng đấy vào học luôn tiết này đi. Nhìn này. Rồi. Và các bạn biết rằng là các bạn có nghe được không nhỉ? Nào, phương trình có dạng là AX cộng B bằng 0 được gọi là phương trình bậc nhất một lần. Và nghiệm của nó sẽ phụ thuộc vào các giá trị A gì? AB. Chúng ta có các trường hợp xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu A của chúng ta khác 0 thì các bạn sẽ nhìn lộ thầy như sau này. Nếu A khác 0 thì chắc chắn ở đây X của chúng ta sẽ bằng gì ở lớp nhỉ? Ơi, A bằng A khác 0 thì X của chúng ta sẽ được tính bằng cách là lấy trừ gì? Trừ B trên gì? Trên A. Vậy phương trình của chúng ta lúc này sẽ có nghiệm duy gì? Sẽ có nghiệm duy nhất. Nghiệm đó là nghiệm nào? X của chúng ta sẽ bằng trừ B trên A. Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi, thế trường hợp thứ hai. Trong trường hợp thứ hai, đó là nếu A bằng 0. Nếu A bằng 0 và B của chúng ta cũng bằng 0. Chắc hỏi là nếu A bằng 0 và B cũng bằng 0 thì phương trình của chúng ta sẽ trở thành là gì cả lớp nhỉ? Nào các bạn ghi cho thầy phương trình của chúng ta sẽ trở thành gì đã? Trở thành phương trình gì đã? Thay A thay B vào. Nào, thay A thay B vào. Không gì? Không x. Cộng 0 bằng 0. Thì đây em ngồi luôn đi. Ờ đúng rồi, cả nghĩa sao? Không x cộng 0 bằng 0. Nào, và các bạn sẽ nhìn thấy ngay là cái phương trình này của chúng ta nó luôn luôn đúng với mọi gì. Các em thử lấy cho thầy một giá trị x bất kỳ vào thì mệnh đề trên có đúng hay sai. Tập trung vào. Nào, nếu x của chúng ta bằng 1 thì 0 nhân 1 cộng 0 có bằng 0 không? X bằng 2 được không? 0 nhân 2 cộng 0 có bằng 0 không? Các em thấy rằng là dù x có bằng bao nhiêu đi nữa thì 0 nhân x cộng 0 thì vẫn bằng gì? Vậy phương trình của chúng ta lúc này là có bao nhiêu nghiệm ở lớp? Vô số nghiệm, và tập nghiệm của nó chính là E gì? R. Vậy ta kết luận là gì nhỉ? Vậy khi đó ta sẽ suy ra phương trình của chúng ta nghiệm gì? Nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Các em đừng lên kết luận là phương trình có vô số nghiệm nhé. Kết luận như thế nó không được chính xác đâu. Bởi vì như hôm trước thầy đã giải thích rồi. Các bạn biết rằng là ví dụ nhá, thầy nói là ví dụ x lớn hơn 2, có phải x lớn hơn 2 là vô số nghiệm không? Lớn hơn 2 chả vô số nghiệm còn gì nữa đúng không? Cho nên lớn hơn vô số nghiệm là một kết luận đây là chưa được chính xác cho lắm. Nên các bạn đây ghi cho thầy rõ ràng là phương trình của chúng ta nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Tức là phương trình của chúng ta có tập nghiệm là E gì? Tập nghiệm của nó chính là E gì? R. Rồi trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ 3 đó là nếu A của chúng ta bằng 0 nhưng B khác 0. Nếu A của chúng ta bằng 0 nhưng B của ta khác 0 thì các em sẽ suy ra phương trình của chúng ta lúc này sẽ trở thành là gì nhỉ? Đó là 0 nhân x cộng mấy? Cộng với B bằng 0. Các em có đồng ý với thầy này? Dù x có bằng bao nhiêu đi nữa thì 0 nhân x cộng B có thể bằng 0 được không? Trong khi đó B lại là một số khác mấy? Khác 0. Vậy chứng tỏ mệnh đề này luôn luôn sai hay luôn luôn đúng? Luôn luôn sai. Vậy chứng tỏ đây là một điều luôn luôn sai nhá. Vậy ta kết luận là phương trình lúc này như nào ở lớp nhỉ? Vô nghiệm nhá. Vậy thì nói một cách đơn giản là ở trong phương trình bậc nhất thì chúng ta có mấy trường hợp xảy ra tất cả? 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất là phương trình bậc nhất của chúng ta có thể có nghiệm duy gì? Nó có nghiệm duy nhất với điều kiện đơn giản đó là A khác mấy? A khác 0. Còn nếu A bằng 0 thì nó lại có hai trường hợp. Đây, A bằng 0 nhưng B cũng bằng gì? Thì phương trình của chúng ta sẽ nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Còn nếu A bằng 0 nhưng B khác gì? B khác 0 thì ta kết luận là phương trình của chúng ta vô gì? Vô nghiệm. Cả lớp hình dung được không nhỉ? Các bạn ghi bài và giúp thầy nhá. Ghi lại một lần nữa. Phương trình bậc nhất một lần.
lấy phiếu phát cho các bạn đi. Không, phiếu phương trình bậc nhất một ẩn nữa. Xuống vào Xuân đi. Nào, chuyện gì đấy? Nào, còn nói chuyện nữa ăn đập đấy. Thôi nào, thầy xóa nhá. Ở cấp 3 rồi các em ghi chép bài thật nhanh lên. Hay ghi theo kiểu các ý chính thôi nhá. Còn trên phiếu chứ lúc nào còn lý thuyết rồi. Nhưng đợi chờ lâu quá không có thời gian đâu. Một buổi học rất là ngắn các em ạ. Nào, thầy xóa nhá. Trên phiếu có đấy. Còn bạn nào chưa kịp thì tí về xem video nhá. Hôm trước quay nhưng mất điện, hôm nay quay lại. Nào, các bạn quan sát này, thầy sẽ lấy ví dụ như câu số C1. À, thầy có cái phương trình đó là m bình cộng 2 nhân x trừ đi 2m bằng x trừ đi 3. Chúng ta cùng quan sát đội thầy cái phương trình như ở trên bảng. Thì đây là một cái phương trình chúng ta nhìn thấy bậc cao nhất đang là bậc gì? Bậc 1, chúng ta chỉ có x ở đây thôi, không có x bình đúng không? Vậy chúng ta nhìn thấy ngay là chúng ta phải nhóm hai cái hạng tử này với nhau trước để đưa nó về dạng ax cộng gì? Ax cộng b, đúng không? Vậy ta có này, m bình cộng 2 nhân x mà ở đây thầy nhóm x thì nó sẽ còn m bình cộng mấy thôi? Cộng 1 nhân x. Các em có hiểu cách ở đây nhóm nhân tử không? Ừ, cái này em học rồi, đơn giản quá. Trừ 2m cộng 3 bằng 0, vậy a bằng mấy? A của chúng ta chính là m bình cộng 1, b của chúng ta chính là 2m cộng 3 hay là trừ 2m cộng 3? Trừ 2m cộng 3. Phải nhớ kỹ chỗ này. Thế bây giờ chúng ta cùng nhận xét này. Có phải là chúng ta bây giờ phải xem ở đây là a của chúng ta bằng 0 khi nào và a ta khác 0 khi nào? Chúng ta có một nhận xét nhỏ nhỏ này. A của chúng ta nếu là m bình cộng 1 thì không có chuyện bằng 0. M bình cộng 1 thì luôn luôn khác mấy? Khác 0. Vậy ta có một cái nhận xét như sau này. Thì bài này nó đặc biệt, a của chúng ta bằng m bình cộng 1 và nó luôn luôn khác 0 với mọi gì? Với mọi m. Với mọi m nhá, các em mình nhìn kỹ ký hiệu một tí. Vậy chứng tỏ là cái phương trình của chúng ta thì đặt cho nó một cái name đi. Phương trình 1. Cái gì chả phải có tên đúng không? Đặt tên. Vậy từ đó suy ra phương trình 1 của chúng ta. Lúc này đây nó chỉ có một trường hợp duy nhất là nó có nghiệm duy gì? Phương trình 1 của chúng ta sẽ có nghiệm duy nhất là gì nhỉ? Thầy viết tắt từ duy nhất nhá, còn các em ghi hẳn ra nhé. Duy nhất thầy hay ký hiệu bằng dấu chấm than. Cái này trên trường chắc cũng có nhá. Phương trình có nghiệm duy nhất là gì? X bằng. Các bạn ơi, nghiệm là gì? Nghiệm là các em tìm x thôi. Tìm x theo em gì? Theo em nào chuyển sang là mấy m? 2m trừ 3 trên bao nhiêu? Hết chưa? Kết thúc bài toán đấy thôi. Các bạn phải phân biệt nhá. Nếu các em kết luận này có hai cách kết luận. Phương trình 1 có nghiệm là, chỗ này là các em ghi thêm chữ là ở đây, là x bằng. Còn có những bạn mà kết luận như sau này. Các bạn chú ý nhá, những bạn nào mà kết luận là phương trình của chúng ta, phương trình 1 nhá, có tập nghiệm là đấy, thì các bạn phải kết luận như sau. Nếu các em kết luận là có tập nghiệm là nhá, thì các bạn phải ký hiệu bằng chữ gì ở lớp nhỉ? Tập xác định là ký hiệu bằng chữ D này. Thì tập nghiệm là ký hiệu bằng chữ gì? S nhá. S của chúng ta bằng 2m trừ 3 trên m bình cộng 1. Tuy nhiên thì ký hiệu theo tập nghiệm thì nhìn nó có vẻ hơi dài. Bắt buộc, đây là một phần tử mà em. Được chưa? S là tập, cho nên em bắt buộc em phải đóng ngoặc cái tập này vào. Đóng ngoặc cái phần tử này vào. Có ai thắc mắc gì về cách trình bày không? Các em chọn cách trình bày trên hay dưới nào? Trên. Chúng ta thích ghi x bằng cho nó mát. Ok. Câu B nào.
Câu B. Chúng ta có phương trình là m nhân x trừ m. Thực sự thầy nói với em đây là những lớp bài tập quá dễ luôn đấy. Bằng x cộng với m trừ 2. Được chưa? Rồi thì cũng giống như bài trước, thì công việc của thầy và các em nó phải nhóm các hạng tử trừ x lại với nhau. Để mục tiêu của chúng ta là phải đưa thành a x cộng gì? A x cộng b, chứ đừng để mỗi đứa một nơi như này. Nào, vậy thì chúng ta sẽ nhóm mx với cả gì đã? X. Đúng không? Thì mx mà chúng ta nhóm x thì sẽ là m trừ mấy của thầy nào? M trừ 1. Chỗ này ta có m trừ 1 nhân gì của thầy nhỉ? Nhân x. Thì ở đây chúng ta còn trừ m gì? Trừ m bình. Chúng ta còn trừ m. Chúng ta còn cộng 2. Có làm được không? Được. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn này, a của chúng ta lúc này là m trừ 1, b của chúng ta là trừ m bình trừ m cộng 2. Nhưng mà a bằng m trừ 1 thì a của chúng ta vừa có thể bằng 0, vừa có thể khác gì? Cho nên chúng ta phải xét các trường hợp ra. Thế nếu a khác 0 khi nào? Trường hợp 1, nếu a khác 0 tức là cái gì khác không? M trừ 1 khác 0 tức là m khác mấy? M khác 1. Nào, lại đặt cho nó một cái name đi. Cứ đặt là 1 đi cho nó tiện. Vậy thì khi m khác 1, từ đó ta sẽ suy ra phương trình 1 lúc này của chúng ta vẫn có nghiệm gì cả lớp nhỉ? Có nghiệm duy nhất là, thầy nhắc lại nhá, à cứ khác 0 phương trình này sẽ có nghiệm duy nhất ngay. Phương trình của chúng ta sẽ có nghiệm duy nhất nào? Các em đọc có thấy x bằng gì nào? X của chúng ta, sao lại âm m bình? Chuyển vế phải là m gì? M bình cộng m trừ 2 chia bao nhiêu? M trừ 1 dễ không? Rồi, vậy thì ta có là m bình cộng m trừ 2 chia cho m trừ 1. Đó. Nhưng mà các em phải chú ý kỹ là chỗ này có rút gọn được không nhỉ? Có. M bình cộng m trừ 2 nó sẽ là m trừ 1 nhân bao nhiêu? M trừ 1 nhân m cộng 2 đúng không? Rồi tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các em tách thằng này kỹ hơn. Nhưng bạn nào chưa biết, tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các em tách kỹ hơn khi em học về bậc 2 nhá. Rồi vậy thằng này còn m cộng mấy thôi? M cộng 2. Nếu em không rút gọn thì khả năng cao em sẽ bị trừ điểm. Trừ một điểm nhỏ, điểm tình cảm. Được chưa? Có thể là 0,25 gì đó. Trường hợp thứ hai, nếu a của chúng ta bằng 0. Nghe chỗ này để các bạn hiểu này. Khi chúng ta cho a bằng 0 thì kéo theo cái gì bằng 1 nhỉ? A bằng 0 tức là cái gì bằng 0 đã? M trừ 1 bằng 0 tức là m bằng mấy cả lớp nhỉ? M bằng 1. À, khi a bằng 0 kéo theo m bằng 1. Khi m bằng 1 rồi thì phương trình 1 sẽ trở thành là gì? Nghĩa là chúng ta hiểu là chúng ta sẽ thay 1 vào đây. À, thay m hay thay x đây, các em phải nhìn kỹ đây là m x nhỉ. Thay m bằng 1 vào phương trình và kiểm tra xem phương trình chúng ta trở thành phương trình gì. Nếu phương trình của chúng ta trở thành phương trình 0x cộng 0 thì phương trình đấy sẽ có tập nghiệm là r. Nếu phương trình đó trở thành 0x cộng với một số khác 0 thì phương trình đấy sẽ trở nên vô gì? Vô nghiệm. Vậy thì từ đó ta sẽ suy ra phương trình của chúng ta này trở thành gì? Nào, thay đi, kem làm động tác thay giúp thầy đi. Thay vào, không gì? 0x. Nào thay 1, thay nhớ là thay m nhá. Trừ 1. Trừ 1. Cộng gì? Cộng 2. 0x trừ 1 trừ 1 cộng 2 bằng 0. Cho hỏi đây có đúng là 0x cộng 0 không? Đúng chưa? Vậy từ đó ta kết luận là phương trình này như nào nhỉ? Nghiệm gì? Nghiệm đúng với mọi x thuộc R nhá. Từ đó suy ra phương trình của chúng ta. Dễ không? Thôi hết trường hợp chưa? Hết rồi, làm gì còn trường hợp nào nữa? A bằng 0 thì kéo theo B bằng 0 luôn rồi, gì nữa? Ở đúng không? Nên không có trường hợp nào để xét ở đây cả. C nào? Chưa là chưa hết nhá. Dài thì còn hơn, sau đến lúc em quên chả có ai giải lại cho các em đâu. Nào, C. Phương trình của chúng ta là gì?
Nào, cả lớp quan sát nhá. Tương đương này, thì cho ở này chỗ này có mx này, chỗ này có mx này, vậy hai thằng này trừ nhau là hết. Nhưng các em đừng ghi là hết, mà các em ghi cho thầy là không nhân x nhá. Có phải là thầy lấy m trừ m ra không không? Tại sao thầy ghi không nhân x ở đây? Nếu các em không ghi thì các em nhìn nó rất là khó. Em ghi nó vào nghĩa là các em hiểu đây là phương trình bậc nhất với hệ số a bằng mấy? Không, được chưa? Trừ m gì? Trừ m bình. Chúng ta còn mấy m ở đây? 3m. Chỗ này còn trừ mấy m? Cộng gì? Cộng 6. Và đến lúc này chúng ta lại chuyển vế sang. Vậy ta được phương trình đó là không nhân x trừ m bình. À vậy thì rõ ràng trong phương trình này a luôn luôn bằng mấy mất rồi? A luôn luôn bằng 0 rồi, ta chỉ cần biện luận đến gì? B. Nếu B bằng 0 thì sao? Nếu B bằng 0 thì phương trình của chúng ta sẽ trở thành là 0x cộng 0 bằng 0. 0x cộng 0 bằng 0, thầy nhắc lại đấy là phương trình có tập nghiệm này là gì? R. Cả lớp đồng ý chưa? Còn nếu thằng này khác 0 thì sao? Có hai trường hợp thôi. Thì vô gì? Có nghiệm. Có hai trường hợp xảy ra, nhớ chỗ này chưa nhỉ? Rồi nhắc lại nào. A khác 0, phương trình có nghiệm gì? Duy nhất a bằng 0 nhưng b cũng bằng 0, phương trình vô số gì? Nhưng thầy phải nói chuẩn hơn là phương trình nghiệm gì? Nghiệm đúng. Nghiệm đúng với mọi x thuộc e gì? R. Còn nếu b khác 0? Vô gì? Vô nghiệm. Nào vậy thì do đây là a bằng 0 rồi nhá. Cho nên chúng ta chỉ xét thì là trường hợp 1. Chúng ta chia ra đó là trừ m gì? Cộng 5m trừ 6 bằng 0. Và chúng ta giải ra gì? Xóa ra thấy cái bảng nào. Chọn đâu? M bằng 2. Phải đọc là M bằng 2 hoặc M bằng 3. Nghĩa là hoặc vuông hoặc tròn đấy. Hoặc vuông, đọc là hoặc nhá. Được chưa? Rồi, vậy từ đó suy ra phương trình của chúng ta lúc này sẽ trở thành là gì nhỉ? Phương trình 1 đi. Cứ đặt là 1 vì trong đề thi nó chỉ có một câu thôi. Phương trình 1 ta sẽ trở thành gì? 0 nhân x cộng mấy? Chuẩn chỗ này chưa? 0 nhân x cộng 0 bằng 0. Cứ nhớ là 0 nhân x cộng 0 bằng 0 thì kết luận phương trình này có tập nghiệm này là gì? Hoặc là phương trình này nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Nghĩa là các em kết luận thế nào cũng được. Thì ra phương trình 1 của chúng ta nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Rồi. Trường hợp thứ 2. Trường hợp chúng ta xét nó bằng 0 rồi, ta chỉ cần xét thêm trường hợp nó khác mấy thôi. Khác không, đó là trừ m bình cộng với 5m trừ 6 của chúng ta khác không. Thì các bạn nhìn ngay là trong trường hợp nếu thằng này khác không thì sao? Chúng ta phải giải ra m lúc này như nào. M khác 2 và rất nhiều bạn ở đây dùng ký hiệu là ngoặc vuông. M khác 2 và m khác 3, nghĩa là chỗ này các em dùng ngoặc vuông là đúng hay sai? Sai. Nhớ nhá, m khác 2 và m khác 3, cái là chỗ này phải ngoặc gì? Nhọn. Nhọn, nhọn. Tròn cái gì? Tròn là khoảng đoạn các em ạ. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa nhở? Rồi, đấy là cái lỗi mà các em đi thi hay sai. Các em nhìn thấy ngay là đề của trường Thạch Bàn. Các bạn nhìn cái câu ở dưới, nó đánh lừa các bạn ấy. Hoặc hay là và. Khác nhau phải là khác đồng gì? Đồng thời. Nghĩa là nó phải là một và nhá. Rồi. Đến lúc này thì ta kết luận là phương trình lúc này của chúng ta sẽ trở thành là gì nhở? Trở thành đó là 0x cộng b bằng 0. Nhưng trong đó b khác mấy? B khác 0, thực ra là dòng này nó hơi thừa. Thầy kèm kết luận luôn là phương trình này lúc này của chúng ta trở lên vô gì? Vô nghiệm, đúng rồi. Giúp thầy ở đây nó trở lên vô nghiệm là xong. Nên một bài biện luận nó chỉ thế thôi. Nhá. Nào các bạn ghi thật nhanh, thì chữa cho các em đúng 4 câu như này. Sau này các bạn cứ xem đi xem lại giúp thầy nhá. Lúc mà ôn tập mà các bạn quên thì các bạn xem hộ thầy. Mất công chữa đến tận cả 4 câu. Tất nhiên rồi, hôm nay đăng luôn. Hả? Tí các bạn về là thầy đăng luôn. Nhưng mà mai nó mới có. Em ơi, đăng làm sao mà em đăng lên ngay được. Nó còn phải xử lý chứ. Không phải là demo mà các em hiểu là nó phải có thời gian xử lý YouTube. Làm sao nó up ngay được. Nó mất khoảng độ mấy tiếng đấy. Sao nó còn lên được HD. Nó phải mất cả nửa ngày nhá. Video dài mà. Nào các bạn nhìn thấy câu này thì chúng ta xử lý như nào nào? Nhìn nào. Chúng ta phải nhóm m bình nhân x với cả mấy mx đây? 3mx. Có đúng không nhỉ? Thầy chép đúng đề bài đúng không? Vậy ta sẽ nhóm luôn này, m bình trừ mấy m nào? Trừ mấy m đây? Trừ 3m. Nhân tử là gì đây?
x xong là ax chưa? Đến b nào, trừ m gì, cộng gì? Hình như là thầy còn thiếu à? Thiếu ở đây là cộng 2 nữa đúng không? Rồi ok, thầy còn thiếu cộng 2. Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Đấy nhá, trừ 3m cộng 2 đây luôn này. Rồi vậy chỗ này còn trừ m bình như nào nữa? Rồi, cái nhóm này là các bạn làm cẩn thận hộ thầy thôi. Ok. Vậy trường hợp 1 là gì? Thôi trường hợp 1 ra set A các không đi, tức là cái gì các không nhỉ? M bình trừ 3m cộng mấy? Cộng 2 khác mấy? Anh này các không khi nào nhỉ? M khác 1 và 2 và 2 hoặc và M khác 1 và đây và M khác 1 và M khác 2. Ok. Vậy ta kết luận luôn là phương trình của chúng ta lúc này như nào nhỉ? Có nghĩa âm. Duy nhất là nghiệm đó là gì? X bằng gì? Nào chúng ta rút ra x bằng. Chỗ này rút gọn được đấy. Thôi tí nữa thì các bạn sẽ biết tại sao thầy rút gọn được. Đấy là trong trường hợp các bạn quên kiến thức cấp 2, tí nữa thầy sẽ giảng lại nhá. Chỗ này là m nhân m trừ 1 này. Chỗ này là m trừ 1 nhân m trừ 2. Vậy kết luận chúng ta rút gọn được nó ra m m trừ 2 nhá. Rồi bạn nào quên rút gọn thì nó thầy hướng dẫn sau. Rồi trường hợp thứ hai là a bằng mấy? Nhưng trong trường hợp này thì các bạn nhìn thấy ngay là a bằng 0 nó sẽ như sau. Trường hợp 2 là nếu a bằng 0. Khi a bằng 0 thì kéo theo cái gì bằng 0 nhỉ? Kéo theo thằng này bằng 0 và chúng ta vẫn ra được hai nghiệm, đó là m bây giờ sẽ bằng 1 hoặc bằng 2. Chỗ này thầy tiện luôn, thầy lấy luôn kết quả nhá. M bằng 1 hoặc m bằng 2. Vậy các em nhận xét của thầy này, có mấy giá trị của m để a bằng 0? Bây giờ có mấy giá trị của m để a bằng 0? 2, nghĩa là chúng ta lại phải chia hai trường hợp của m ra nữa. Đó là khi m bằng mấy? Đọc này, với m bằng 1. M bằng 1 hay m bằng 2 thì a vẫn bằng mấy thôi? Bằng 0. Với m bằng 1 ta suy ra phương trình của chúng ta lúc này sẽ trở thành gì? Hả? Phương trình của chúng ta trở thành là gì? Thứ nhất là thằng này là 0 chưa? 0 gì? 0x. Phương trình của chúng ta sẽ trở thành là 0x. Thay m bằng 2 vào đây nào. À m bằng 1 vào đây nào. Trừ 1 cộng 1 là mấy luôn? 0. Nghĩa là với m bằng 1 phương trình của chúng ta sẽ là 0x cộng gì? 0x cộng 0 bằng mấy? À 0x cộng 0 bằng 0 thì phương trình này của chúng ta đang nhận như nào đây? Nghiệm gì? Với m x thuộc R. Đồng ý chỗ này chưa? Ok. Thế trường hợp tiếp theo là với m như nào? Với m bằng 2, phương trình của chúng ta lúc này lại trở thành gì? 0x. Thay 2 vào đây nhá, thay 2 vào đây nhá. Trừ 4 cộng 2, nghĩa là chỗ này là trừ mấy bằng 0? Phương trình này là vô nghiệm hay có nghiệm? Vô gì? Làm gì có x nào sao cho trừ 2 bằng 0 được? Đúng không? Vậy từ đó phương trình lúc này của chúng ta vô nghiệm. Và đến lúc này chúng ta kết thúc bài toán nhá. Vậy có 3 trường hợp xảy ra nào. Chúng ta kết luận nào. Nếu m khác gì đây? Đọc nào, nếu m khác cộng trừ mấy? À thầy xin lỗi, m khác 1 và m khác mấy? Phương trình có nghiệm duy gì? Duy nhất. M bằng 1 phương trình có nghiệm đúng với mọi x thuộc R. M bằng 2 phương trình trở lên vô gì? Vô nghiệm. Đấy, các bạn đã hình dung được chỗ này chưa? Thì hết các trường hợp chưa? Rồi nhá, đến đây là bài toán kết thúc rồi. Trông có vẻ lơ đơ chưa hiểu gì. Loát được chưa? Ừ. Mạnh mẽ lên em. Xoắn nhá. Chữa rồi, đọc lại. Cái này việc sợ không nhớ. Đó. Thực ra là việc em chép nó không quan trọng, mà việc em có hiểu bài không. Em hiểu bài, em tự tạo ra bài, em tự làm được mà. M cộng 2 nhân x. Môn toán là môn dễ hiểu nhất đấy các em ạ. Chắc chắn là dễ hiểu hơn môn hóa và môn lý rồi.
Tuyệt vời. Toàn dễ đúng không? Lý dễ mà thầy. Hả? Vật lý thầy Hải. Hả? Nào thôi, chúng ta không tranh luận. Thôi dễ hay khó phải nói thật sự là các em có đam mê hay không? Nào, m cộng 2 nhân x trừ đi x cộng 1 bằng 0. Chúng ta phải nhóm gì với gì nhỉ? M cộng 2 nhân x với trừ gì? Trừ x. Vậy thầy nhóm vào thì chỗ này còn m cộng mấy thôi? Anh này tập trung vào nào. M cộng mấy? Nhân x trừ mấy? Trừ 1 bằng 0. Vậy A bằng mấy nào? B bằng trừ mấy? Trừ 1. Yêu cầu của đề bài là gì cả lớp nhỉ? Yêu cầu của đề bài là gì? Phương trình này của chúng ta phải vô gì? Thì các bạn biết rằng là để cái phương trình vô nghiệm ở đây thì kéo theo ở đây nó là A của chúng ta bằng 0, nhưng B khác gì? Nhưng các em có đồng ý với thầy là B của chúng ta đang bằng bao nhiêu rồi? Âm thì mấy? Thì âm 1 khác 0 là điều luôn luôn đúng, đúng không? Vậy chỉ cần A bằng mấy là xong? A bằng 0, bởi vì thằng ở dưới luôn gì? Luôn đúng. Vậy A bằng 0 khi nào? M bằng trừ 1. Và người ta hỏi, đấy đề thi của các em thôi, người ta hỏi gì nhỉ? Mệnh đề nào? Sau đây đúng. Thì với M bằng trừ 1 thì M sẽ nằm trong khoảng từ trừ 2 đến 0 đúng không? Đáp án là D. Lớp 12S9 con chả giảm báo điểm thì thấp quá. 12S hả? Ừ, không giảm báo đâu. 12S còn kém hả? Không, 12S đó. Em bảo là S còn kém thì em không hiểu mà lớp giỏi như vậy. Cho nên là các bạn 9 điểm các bạn rất là buồn. Thật mà. Thầy cũng buồn. Buồn chứ. Không. Nó là tùy năng lực các em ạ. Những bạn học yếu mà được điểm cao rất là vui. Những bạn mà học giỏi mà được điểm thấp thì lại rất là buồn. 9 đối với các bạn đi là thấp. 8 là thầy vui rồi nhá. Em thì còn 8 thôi. Và điều thầy vui nhất đó là Thảo nói chuyện ít thôi. Mày lắm mồm thật đấy. Nào, chúng ta có câu C3. C3 phương trình của chúng ta là mx cộng 2x. Đó. Mx cộng với 2x giữ trật tự đi. Cộng 3m trừ 5. Mấy anh trợ giảng dùng điện thoại ít thôi nhé. Không nghe rồi lúc không trợ giảng rồi cho các em đâu. Ra. Nào, chúng ta tương đương của thầy nào. Cất hết điện thoại đi các em. M cộng 2 nhân x cộng với 3m trừ 5. Tất cả trung tâm đều phải học toán hết. Đây là trung tâm toán. Nào, các bạn nhìn hộ thầy này. Chúng ta đã có dạng AX cộng B bằng 0 chưa? Rồi, nhưng mà yêu cầu bài toán có C3 là gì? Có nghiệm duy nhất K1. Đấy, chúng ta có nghiệm duy nhất. Nhưng nghiệm đó phải khác mới K1. Thì cho tôi hỏi này, với cái điều kiện là có nghiệm duy nhất nhưng khác 1 thì nghiệm duy nhất khi nào? Nhớ là bậc nhất có nghiệm duy nhất khi A khác mấy thôi. A khác gì? A khác 0. Nghĩa là A của chúng ta nghĩa là M cộng mấy? Khác mấy? Khác 0. Và tiếp theo là gì? Do là có nghiệm khác mấy? Khác 1. Nghiệm khác 1 nghĩa là cái gì khác 1? X khác 1 hay M khác 1? X khác 1 nghĩa là thay X bằng 1 vào thì thằng này khác mấy? Khác 0. Có hiểu không nhỉ? Rồi, nghĩa là thay x bằng 1 vào thì nó phải khác mấy? Khác 0 thì nó sẽ không nhận nghiệm 1 nữa. Vậy ta được phương trình tiếp theo là gì? Nếu muốn khác 1, M cộng gì? Nhân mấy đấy? Nhân lúc này là nhân mấy đấy? Nhân 1 cộng trừ 5 khác mấy? Khác 0. Cả lớp có điều kiện bên dưới, cả lớp đã hiểu chưa? Rồi, vậy ở đây chúng ta được M khác trừ mấy? Chỗ này tự giải nốt nhá. Bao nhiêu hả Thắng? 3/4 à em? Ừ. Đáp án là gì nhỉ? B. Thì chúng ta cùng nhìn vào câu C4 nào.
phiếu em đâu? Bạn này chưa có phiếu này, thầy cũng chưa có phiếu luôn. C4. Nào, câu C4 vẫn là đề thi học kỳ. Các bạn nhìn thấy trung bình một đề thi học kỳ khoảng độ 2 đến 3 câu như này. Nhá. Thì mở để phương trình như sau này. Thôi, nhìn lên bảng đi các em ơi. Phương trình này phải có nghiệm duy nhất. Để phương trình này có nghiệm duy nhất thì chúng ta phải đưa về các phương trình thường gặp. Thực tế là các em hiểu là muốn giải phương trình thì chúng ta phải đưa các phương trình về bậc nhất hoặc bậc gì? Có thể lên bậc mấy? Bậc 3. Bởi vì trong máy tính vẫn giải được bậc gì? Bậc 3. Nhớ là muốn giải phương trình thì phải đưa phương trình đó về các phương trình giải được. Đó là các phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2 và phương trình bậc gì? Bậc 3. Có lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Vậy đây là một phương trình chưa phải bậc gì? Bậc nhất, chưa phải bậc 2, chưa phải bậc 3. Nhưng chúng ta biến đổi để nó đưa về bậc nhất hoặc bậc 2 hoặc bậc 3 bằng cách nhân gì thôi? Nhân chéo. Nhưng các em để ý một điều này. Nếu chúng ta nhân chéo thì nó sẽ như sau. Như này. Nhưng các bạn đã quên mất một điều là chúng ta chưa đặt điều gì? Điều kiện. Điều kiện là mẫu khác mấy? Mẫu khác không, nghĩa là chúng ta có một cái DK đó là gì nhỉ? X khác trừ mấy? Trừ 1. X cộng 1 khác không mà. Đúng không? Vậy tương đương này, chúng ta nhóm nhá. M trừ mấy? Đây thầy nhỏ, anh đầy với anh này. Đây còn trừ M trừ mấy? Trừ M trừ 4 bằng 0 đúng không? Giấu hết câu này chưa? Đây. Vậy yêu cầu bài toán vẫn là có cái gì? Có nghiệm duy gì? Nhưng bây giờ nghiệm duy nhất đó phải khác trừ mấy? Có đồng ý chưa? Rồi, vậy từ đó ta suy ra yêu cầu bài toán lúc này ta tương đương này. Thằng này khác mấy? Cái M trừ 1 này khác mấy? Đúng rồi, M trừ 1 này khác không? Còn em giải ra luôn là M khác 1 nhá. Nhưng thêm điều kiện nữa là gì nhỉ? Do nó không được nhân nghiệm trừ mấy? Trừ 1, cho nên thay x bằng trừ mấy vào đấy? Trừ 1, thì trừ 1 nhân vào đây là trừ gì? Trừ M có 1. Trừ M khác không hay bằng không? Khác không. Khác không. Ok chưa? Không có nghiệm khác, trừ có nghiệm khác bao nhiêu thì thay x bằng bấy nhiêu vào, nó phải khác mấy? Khác không. Có lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi, vậy tương đương nào. M chúng ta khác mấy đã? Khác 1. Chỗ này là âm 2M sang 2M, 2M. M ta khác trừ 3 phần mấy? Đáp án là gì? C. C5 nào. Thoải mái thời gian. Ấy. Ủa cái gì đấy? Em làm thầy hốt hèn. M bình trừ 4M cộng với 3 nhân x bằng M bình trừ 3M cộng 2. Xóa thầy cái bảng này đi. Chung. Anh cứ để con gái làm mãi á. Nào. Suốt ngày khoe cơ bắp mà lại không chịu lo bàn. Ok. Các bạn nhìn thấy thôi, chỗ này ở đây là chúng ta đã nhìn thấy ngay A bằng gì chưa? A của chúng ta chính là M bình trừ 4M cộng mấy. Không cần phải nhóm gì nữa bởi vì bên ngoài không còn x nữa. Vậy thì để phương trình này có nghiệm duy nhất thì thích thì em chuyển vế cũng được. Thôi nhưng mà bài này có nghiệm duy nhất khi nào thôi. Cho hỏi là với yêu cầu là phương trình này có nghiệm duy nhất thì cái gì khác không là sao? M bình trừ 4M cộng 3 khác không? Ok chưa? Giải ra. Nhưng mà chúng ta phải chọn đáp án là gì? M khác 1 và M khác 3 hay M khác 1 hoặc M khác 3 ở trên đáp án? B hay D? B hay D? B. Các em nhìn thấy câu như này chết chưa? Bạn nào mà không chắc là sẽ bắt đầu phân vân. 50-50. Ok. Cuối cùng là câu C6 nhá. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phương trình bậc 2. Đấy. Yêu ái chưa? Chữa hết đấy. Câu tiếp theo đó là đề thi nhân viên như năm 2018.
Thì ở đây thì đa số là các bạn 99% là in viên. Nên ở đây thì đa số chữa rất nhiều đề trường mình. Nào, yêu cầu bài toán là gì? Ôi dồi ôi, nó bảo là có nghiệm duy gì? Duy nhất, thôi không cần phải nhóm nữa, bởi vì đây A đây rồi. Nếu chúng ta chuyển vế sang được B, nhưng mà thôi chúng ta, bởi vì có nghiệm duy nhất ta chỉ quan tâm A thôi. Vậy để thằng này có nghiệm duy nhất khi nào nhỉ? M bình trừ chính khác không? Nghĩa là M bình khác mấy? Nghĩa là M khác cộng trừ mấy? Cộng trừ 3. Nhưng đề bài có nói thêm điều kiện, nó là M ra thuộc vào cái đoạn nào nhỉ? Âm 10 này đến 10 này. M nguyên không? Có, đọc đi. M nguyên, nguyên là tập ký hiệu là gì đấy? Tập nguyên là tập gì? Tập zít là tập gì? Tập z. Được chưa? Vậy có bao nhiêu giá trị nguyên nào? Thứ nhất này, từ trừ 10 đến 10 có chứa trừ 3 và 3 không? Có. Trừ 10 đến 10 chẳng chứa trừ 3 và 3. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ đếm hết đi. Từ trừ 10 đến 10 nào, chúng ta đếm nào. 21. Nào đếm như nào nhỉ? Lấy số cuối. Đây số cuối. Đào, số cuối. Trừ số đầu. Cộng 1. Vậy trong đây có bao nhiêu số nguyên tất cả? 21. Nhưng chúng ta trừ đi mấy số? Vậy có bao nhiêu M trong đây? Có 19 giá trị thỏa mãn. Đáp án là gì nào? B. Nhiều bạn ra rồi mà lười đếm là chết đấy nhá. Ok chưa? Rồi các bạn ghi bài vào. Xóa tay thật sạch cái bảng. Lần lượt đi. Hai nhỏ. Hai nhỏ. Đó là phương trình bậc 2 một lần. Đó. Hai nhỏ phương trình bậc 2 một lần. Thầy nghĩ đây là một loại phương trình mà rất nhiều bạn đều đã quen thuộc rồi. Đặc trưng của bậc 2 đó là đen gì? Delta. Và nghiệm của nó phụ thuộc vào cái giá trị của đen gì? Delta. Và thầy tin là cấp 2 các thầy cô giáo đã dạy các em rất là kỹ phần này rồi. Thì thứ nhất là phương trình của chúng ta có dạng là gì nhỉ? Thì lớp mình đang rất là mất trật tự nhỉ? Phương trình của chúng ta có dạng là AX gì? AX bình cộng BX cộng C thì được bằng 0. AX bình cộng B lần X cộng C bằng 0 được gọi là phương trình bậc 2 một gì? Một ẩn, ẩn là ẩn gì đây? Ẩn X nhá. Nhớ nhá, đừng có ẩn ABC, khổ thầy lắm. ABC chỉ là tham gì thôi, tham số, được chưa? Ok, thế bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay này. Trường hợp 1 nào. Trường hợp 1, khi A bằng 0 thì sao? Đó, khi A bằng 0 thì phương trình của chúng ta sẽ trở thành bậc gì? Trở thành là B gì? Các em có tự làm một nốt không? Thế này chúng ta vừa học rồi. Nào nhắc lại nào, nếu B khác không, phương trình có nghiệm duy gì? Trừ C. Nghiệm đó là trừ C trên B. Nếu B bằng 0 mà C cũng bằng 0, nghiệm đúng với mỗi x thôi đó. B bằng 0 nhưng C khác không? Vô gì? Đã nhớ chưa? Rồi cái này thì chúng ta áp dụng như ở trên thôi. Ok, thế còn trong trường hợp A khác không? Nếu A khác không thì chúng ta sẽ phải chúng ta biện luận nghiệm của phương trình trên bằng cách là dùng đen gì? Delta. Nếu A không thì chúng ta sẽ tính delta giúp thầy nào. Chúng ta tính delta bằng gì nào? B bình. Ừ, cái này mà quên thì chứng tỏ là các em không có tuổi thơ gì cả. B bình trừ 4AC hoặc các em có thể dùng delta gì? Phẩy, delta phẩy là gì? Các em đọc ra này. B phẩy bình. Trong đó B phẩy là B chia mấy? Chia 2, ok. Rồi, thế là chúng ta có các trường hợp như sau này. Nghe. Nếu delta dương thì sao? Nếu delta dương phương trình có mấy nghiệm phân biệt? Đó là hai nghiệm nào? X1 và x mấy? Chúng ta có hai nghiệm phân biệt, đó là nghiệm x1 và nghiệm x2. Thầy ghi là x1,2 luôn cho nó tiện nhé. Lần lượt bằng gì nhỉ? Trừ B. Trừ B. Cộng trừ căn delta trên. Còn nếu mà dùng delta phẩy, trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A thôi, bỏ 2 đi.
Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Và các bạn hãy nhớ một điều này, cái nghiệm trừ b trừ căn delta sẽ là nghiệm nhỏ hơn trừ b cộng căn delta. Các bạn hình dung ý thầy nói thế này không nhỉ? Cái nghiệm là trừ b mà trừ căn thì bao giờ chả nhỏ hơn cái nghiệm trừ b cộng căn. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Điều đấy điều hiển nhiên rồi. Nào, tiếp theo, nếu delta của chúng ta bằng không đi, chúng ta xét bằng không trước. Phương trình lúc này của chúng ta có một nghiệm kép. Nghiệm kép là mấy nghiệm? Một nghiệm, chứ đừng có lên mấy cái diễn đàn tranh nhau xem nghiệm kép là một nghiệm hay hai nghiệm giống nhau nhé. Nghiệm hai, các nghiệm giống nhau người ta coi là mấy nghiệm nhỉ? Một nghiệm giống như các vector, tất cả các vector có điểm đầu điểm cuối trùng nhau ta chỉ coi là một vector gì? Đó là vector không. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Chứ đừng nói là a vector bb vector cc là các ba vector nhá. Vector a vector bb vector cc coi là một vector gì rồi? Một vector và ký hiệu là vector mấy? Vector không. Đấy thì thằng này cũng thế, các nghiệm trùng nhau ta coi là một gì? Một nghiệm. Phương trình có một nghiệm kép. Nghiệm kép chúng ta sẽ được tính bằng công thức là trừ b trên 2a. Và các em để ý đây cũng giống như là đỉnh parabol thôi đúng không? Đây chính là hoành độ của parabol này, bậc 2 đó chính là parabol gì nữa. Ok. Dấu trừ, dấu tiếp theo đó là delta nhỏ hơn không? Ừ rồi, delta nhỏ hơn không thì phương trình vào gì? Ừ, vào n. Phương trình vô nghiệm hết nhá, có 3 trường hợp thôi. Nó phần này nó không khác gì cấp 2 lắm. Thì nó y hệt mà. Nó y hệt mà. Các em tự làm được, nhưng mà thầy chỉ giảng lý thuyết thôi, còn bài tập các em tự làm nhá. Như câu C10 này, ví dụ như câu C10 nhá. C7 này, C7 là tự luận nhá. Thôi cứ chữa một câu nhá, C7A, 7B, 7C, 7D tự làm. Nào thầy chữa câu C7A. Ờ. Tất nhiên là nó có ý đồ cả. Nhớ. Thực sự là lớp 10 nó mới đang mở rộng thôi, cho các em hội nhập vào cấp 3 tí thôi. Các em cứ làm tốt là được. Càng tốt. Nào câu 7 ý A nào. Chúng ta có phương trình đó là m-1 nhân x bình cộng với, ở đây thi lên 10 có ai được 10 không? Không ai được 10 à? Cùi thế. Hả? Nào đây là cái phương trình bậc mấy đây cả lớp? Có dạng bậc 2 đúng không? Phương trình này phương trình có dạng bậc 2. Nhưng mà chúng ta đang chưa biết a bằng 0 hay a khác không. Nên là lúc này chúng ta bắt buộc phải chia mấy trường hợp ra cho m? 2. Chia 2 trường hợp ra. Trường hợp đầu tiên nào? Trường hợp đầu tiên đó là khi m chúng ta m trừ 1 bằng mấy trước? 0. Thì phương trình của chúng ta lúc này m bằng mấy? 1. Phương trình lúc này của chúng ta trở thành là gì nào? Phương trình của chúng ta sẽ trở thành bao nhiêu? Nào thay vào đi. M bằng 1 thay vào đây là 0 rồi. 0 bỏ đi. Còn gì? 3 x 1 bằng 0 và rút ra được x bằng mấy nhỉ? Tức là gì? Tức là khi m bằng mấy đây? Khi m bằng 1 phương trình đang có nghiệm duy gì? X bằng 1/3. Cả lớp đã hiểu ý thầy nói thế này chưa nhỉ? Tức là khi m bằng 1 thì phương trình đang có nghiệm duy nhất m bằng 1 phần gì? 1/3. Nghiệm này có phụ thuộc vào m không? Đâu? M đâu? Nghiệm 1/3 đâu có phụ thuộc vào m. Nghiệm phụ thuộc vào m nghĩa là trong nghiệm này phải còn em gì? Còn em m. Nghiệm này là nghiệm không phụ thuộc vào em m nữa. Thử lớp đã nghe rõ chỗ này chưa nhở? Rồi vậy thì đến lúc này khi đó các em kết luận là phương trình của chúng ta lúc này có nghiệm duy nhất x của chúng ta bằng 1/3. Đó, trình bày cho nó chuẩn chỉ vào. Thế trường hợp tiếp theo. Thôi trường hợp tiếp theo thì nó rất là dài nên thầy chỉ hướng dẫn thôi. Khi m trừ 1 khác 0 thì là m khác 1 nhá, m khác 1 nè. Thì ta có delta của chúng ta bằng gì nhỉ? 9. Tức chỗ này không chia đôi nhá. 9 trừ mấy AC? Trừ 4 nhân với cả m trừ 1 nhân bao nhiêu nữa? Nhân trừ 1 chỗ này đổi thành cộng nữa. Được, cho tiện đi. Thầy nói rồi là khi các em đi làm bài, các em thực hiện được phép toán chỗ nào thì ở đây chúng ta thực hiện luôn. Cộng trừ nhân chia đơn giản quá. Ta được 4m trừ 4m cộng 5. Ờ đúng không? 9 trừ 4 trả ra 5. Anh kia đang bỡ ngỡ kìa. Em nhầm à? Em tưởng 9 trừ 4 ra 4 à? Không, em nhầm. Em tính nhân thì phải cộng.
Thế là tao sai hay mày sai? Không, ý là em tính theo phía là gì ạ? Phía trước thầy, sau thầy mình tính như thế. Nhưng mà thầy vẫn đúng. Chúng mà em vẫn tính ra thành thầy, nhưng mà em tính theo một nước nữa. Mày giải thích nhiều quá. Nào, nào, cả lớp nhìn nào. Đây là delta đúng không? Đây là delta còn gì nữa? Xem mấy trường hợp ra nữa. Delta dương, kết luận phương trình có hai nghiệm phấn. Phân biệt delta âm. Delta âm. Delta bằng không. Thế là có 3 trường hợp này. M lớn hơn trừ 5 phần 4. Hai nghiệm phân biệt. M bằng trừ 5 phần 4. Nghiệm kép. M nhỏ hơn trừ 5 phần 4. Vô gì? Thôi cái này giống cấp 2 tự mà làm nhá. Tự làm. Không. Nào. Thầy hướng dẫn cho các em câu C10 thôi. Thầy hướng dẫn C10, C11, C12 gì đó. Chúng ta có phương trình là x bình trừ 2x cộng với 3m trừ 5. Cả lớp nào đọc đọc luôn nào. Để phương trình này có nghĩa. Đọc. Để phương trình này có nghĩa thì tương đương phương trình nào cũng phải có nghĩa. Lúc này ta bỏ mẫu được không? Được, bởi vì nó bằng không mà. Tương đương phương trình đó là x gì? Trừ 2x cộng với 3m trừ 5 bằng 0. Lúc này cũng phải có gì? Nhưng có nghiệm khác mấy? Khác trừ mấy? À khác 2. Thầy xin lỗi, khác 2. X trừ 2. Cả lớp biết tại sao phải có nghiệm khác 2 không? Bởi vì nếu thằng này có nghiệm bằng 2 thì chứng tỏ là cái phân số này không tồn gì. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa nhở? Rồi, vậy để thằng này có nghiệm khác 2 khi nào? Thứ nhất này, phương trình bằng 2 có nghiệm khi nào? Delta lớn hơn hoặc bằng 0. Lớn hơn 0 có 2 nghiệm và bằng 0 là có 1 gì? Thì lớn hơn hoặc bằng 0 là có nghiệm chưa? Rồi, vậy thì điều kiện của chúng ta đó chính là gì đây? Delta của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng điều kiện tiếp theo là đây là nó phải có nghiệm khác không đấy? Thế là thấy x bằng 2 và đây ta được nó là 4. Trừ mấy? 4 trừ 4 cộng khác mấy? Khác 0. Nghiệm khác 2 thay 2 vào khác 0 thôi. Rồi tương đương nào? Delta bằng mấy? Delta ta phẩy đi, bài này phẩy có vẻ phê hơn nhỉ? Bởi vì B nó bằng như này, chia đôi nó dễ hơn. Em thích phẩy hay không phẩy? Phẩy đi. Chia đôi bình lên là 1 chưa? 1, 1 trừ bao nhiêu? 1 trừ 1 nhân 1 trừ 3M cộng mấy? Phải lớn nó bằng 0. Hiểu chỗ này chưa nhỉ? Rồi đây thầy chuyển, thầy đổi dấu luôn. Và chỗ này ở dưới thầy được M khác bao nhiêu? M khác 5 phần 3. Vậy giải nốt nào. Giải nốt ra. M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 6 phần 3. M sẽ nhỏ bằng 2. Và M ta khác 5 phần 3. Đáp án gì? C. C. Nào để thằng này của chúng ta có tập nghiệm này rồi. Các em cứ nhớ thầy này, một phương trình muốn có tập nghiệm này rồi, thì các em nhớ một cái mẹo đơn giản là tất cả hệ số phải bằng mấy hết? Bằng 0, tất cả hệ số phải bằng 0, nghĩa là cùng bằng gì hết? Cùng bằng 0. Vậy điều này xảy ra khi nào? Để thằng này có tập nghiệm này rồi, nghĩa là thằng này đang nghiệm đúng trên e gì? R. Tức là cái gì bằng 0 đầu tiên nhỉ? Và hay là hoặc? Và nghĩa là phải tất cả cùng bằng 0. Cái gì bằng 0 nữa?
Thế cho đổi này, thằng này bằng 0 khi m bằng 1 hoặc trừ 1. Nhưng thằng này bằng 0 chỉ khi m bằng 1. Vậy lấy m bằng 1. M bằng 1 thì hai thằng này mới bằng 0 được chứ. Cả lớp có hiểu thế này không nhỉ? M bằng 1 thì cả hai thằng này mới cùng bằng mấy? Cùng bằng 0. Cả lớp đã hình dung được chưa nhỉ? Vậy ta chỉ lấy m bằng mấy thôi. M bằng 1 đáp án là m bằng 1 hết. Thôi câu 12 vô nghiệm cái delta nhỏ hơn mấy. Tự mà làm. Cuối cùng. Nó không ca cấp 2 là mấy đâu, thầy bảo rồi, nhìn đấy các bạn nhìn thấy giống hết chương trình. Quay nét rồi thì đọc lại mà nhớ. Nào. Ba nhỏ đó là ứng dụng của VS. VS là dành cho VS là đặc trưng của hàm bậc mấy? Của cái phương trình bằng 2 khi nó có mấy nghiệm phân biệt nhỉ? Hai nghiệm phân biệt. Nào. Các bạn hãy chú ý cho thầy nhá, nếu phương trình a lần x bình cộng b lần x cộng c bằng 0. Nếu nó có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Nếu nó có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thì chúng ta có quan hệ giữa x1 x2, đó là quan hệ tổng và tích của chúng. Tổng của chúng sẽ được tính bằng gì cả lớp ơi? Âm b chia x1 nhân x2 bằng. Và các bạn biết rằng là người ta sẽ ký hiệu tổng bằng gì nhỉ? S. Bởi vì các bạn biết rằng là nếu bạn nào dùng Excel á, thì các bạn sẽ nhìn thấy là hàm tổng sẽ là hàm sum đúng không? Được chưa? Còn tích ở đây ký hiệu bằng chữ gì? P. Nó là hàm product. Được chưa? Rồi. Các bạn nào sau này dùng Excel các bạn sẽ nhìn thấy điều này. Thìn học á. Sau này kiểu gì các bạn sẽ phải có. Các bạn nên nhớ một điều này. Nhà trường thì dạy chúng ta kiến thức, nhưng mà các bạn bắt buộc phải trang bị cho mình những các kiến thức mềm như là Word, Excel. Sau này các em làm cái gì đi nữa thì vẫn phải sử dụng những cái đấy. Cho nên là đừng bao giờ mù công nghệ nhá. Mù công nghệ sau này không công ty nào nhận đâu. Việc đầu tiên các em vào công ty đó là gì? Các bạn phải biết nhập dữ liệu, các bạn phải biết gõ máy tính, có văn bản đúng không? Đó, cho nên các bạn bắt buộc phải học về cái tin học văn phòng cơ bản nhất nhá. Phải biết. Thực ra thì mệt mỏi lắm. Cái nghề này thế các bạn biết là thầy làm vì đam mê rồi đúng không? Nào. Đây thầy nói là người ta ký hiệu S là tổng và ký hiệu B là gì? Tích nhá. Thì các bạn biết là ứng dụng của VS ở đây nó có rất là nhiều. Nhưng trước hết đây chúng ta hãy nhớ thầy một cái vài điều liên quan đến một số câu hỏi thường gặp trong hàm bậc 2. Đó là phương trình ký hiệu phương trình này đặt tên là gì đi, chứ viết đi viết lại mệt lắm. Một đi. Phương trình 1 có bao nhiêu nghiệm nhỉ? Phương trình 1 có hai nghiệm trái dấu. Đây là một câu hỏi quen không? Có hai nghiệm trái dấu khi nào? A nhân C nhỏ hơn 0, đúng rồi. Cho đó này, đây là điều kiện đầy đủ rồi đúng không? Còn delta dương không? Không. Tại sao? Delta bằng gì? Ê, nhìn. Do delta bằng B bình trừ mấy AC. Vậy nếu A nhân C âm thì có phải cả thằng này dương không? Mà B bình cộng với một số dương sẽ dương hay âm? Dương. Vậy nếu A nhân C mà là một số âm, kéo theo được gì? Delta đã gì rồi? Đã dương. Cho nên để phương trình có hai nghiệm trái dấu chỉ cần A nhân C nhỏ hơn mấy là đủ. Mà không cần sử dụng đến đen gì nữa. Delta, cả lớp đang nghe được rõ chỗ này chưa nhỉ? Rồi, trái dấu rồi thì bây giờ đến loại cùng gì? Cùng dấu. Đấy là những câu hỏi thường được gặp nhất nhá. Một có hai nghiệm cùng dấu khi nào? Có hai nghiệm cùng dấu thì bắt buộc phải có điều kiện đầu tiên, đó là delta phải lớn hơn mấy nhá. À, cho nó hai nghiệm cùng dấu tức là gì? Trời ơi, hai nghiệm cùng dấu, hai số cùng dấu khi nào? Hai số cùng dấu thì khi nào? Khi tích của chúng mang dấu gì? Dương. Nghĩa là cái gì dương thôi? P dương. Cả lớp hiểu không? P dương. Hình dung được chỗ này không nhỉ? Ok. Thì cùng dấu thì lại có mấy loại cùng dấu? Có mấy loại dấu tất cả? Hai loại, đó là dương và gì? Cùng dấu lại có cùng dương và cùng gì? Thì cùng dương thì thêm điều kiện là gì nữa? Tổng dương. Vẫn là delta dương tích dương nhưng thêm điều kiện tổng gì nữa?
tổng dương. Còn nếu mà hai nghiệm mà cùng dấu âm thì tổng gì? Tổng âm. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa nhở? Vậy chúng ta có thêm hai câu hỏi nữa mà các bạn ghi vào. Ghi vào nhá. Nào, phương trình 1 của chúng ta có hai nghiệm cùng dương khi và chỉ khi. Đấy, lý thuyết hôm nay các bạn học lại cấp 2 rất là nhiều. Delta dương này, tích dương này, thầy nhắc lại delta dương, tích dương mới chỉ là thể hiện là đây là phương trình có hai nghiệm cùng gì thôi, cùng dấu. Nhưng bây giờ muốn cùng gì đây? Cùng dương thì phải thêm điều kiện là tổng gì? Tổng S lớn hơn không? Thế tương tự phương trình 1 có hai nghiệm cùng âm. Khi và gì khi điều gì xảy ra? Delta lớn hơn không này? B lớn hơn không này, nhưng tổng nhỏ hơn không? Ok. Chúng ta có hai câu hỏi nâng cao nữa. Đó là phương trình 1 có hai nghiệm làm sao? Cùng lớn hơn một số. Thực ra là cùng dương là cùng lớn hơn số 0 đúng không? Đúng không? Đây nhá, phương trình 1 của chúng ta có hai nghiệm cùng lớn hơn k. Nghe. Để một phương trình có hai nghiệm cùng lớn hơn k, điều này tương đương này, thứ nhất này, đó là delta phải gì đã? Lớn không? Các bạn tưởng tượng này, hai nghiệm cùng lớn hơn k nghĩa là gì? Nghĩa là hai, chúng ta ký hiệu hai nghiệm là gì đây? X1, x mấy? X2, nghĩa là cái nghiệm x1 và nghiệm x2 của chúng ta cùng lớn hơn số gì? Số k. Nghĩa là có phải là chúng ta có x1 trừ k và x2 trừ k của chúng ta cùng là các số lớn hơn mấy? Cùng là các số lớn hơn không, đúng không? Ok chưa? X1 trừ k lớn hơn không và có đồng ý chỗ này không nhở? Thì có phải là nó cùng lớn hơn k chưa? Vậy cho hỏi là cả hai số cùng lớn hơn không khi nào? Khi tích của chúng dương hay không? Tổng dương nữa. Đây nhá, để x1 trừ k dương và x2 trừ k dương thì có phải là tích của chúng dương không? Và tổng của chúng cũng phải gì? Dương, nghĩa là chỗ này chúng ta sẽ gom thành x1 trừ k nhân lớn hơn mấy? Và x1 trừ x1 cộng x2 trừ mấy k? Có biết thầy sao ở đây không đấy? Thầy cộng hai thằng này vào với nhau có phải x1 cộng x2 trừ 2k không? X1 cộng x2 trừ 2k thầy cộng hai vế đây này. Ra thằng này chưa? Có đâu đồng ý chỗ này không nhỉ? Tại sao phải có thêm thằng này? Có phải là cho hỏi này, nếu hai thằng này tích với nhau dương thì có trường hợp nữa là hai thằng này cùng âm nữa. Hai thằng này cùng âm tích vẫn gì? Dương, cho nên thầy phải có thêm điều kiện là tổng gì? X1 cộng x2 đây này. Thằng này là vi gì đấy? Vs này, nhân bung thằng này ra cũng chính là vs này. Cả lớp có hiểu thầy nói như này không nhở? Nhân bung thằng này ra chính là vs. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? X1 nhân x mấy đây? Chỗ này là x1 nhân trừ k và chỗ này là x2 nhân trừ k, nhân thử chung là trừ mấy? Trừ k thì có tổng x1 x2 chưa? Rồi, các bạn nhớ là nhân bung thằng này ra và chúng ta dùng vs. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Và chúng ta có trường hợp cuối cùng là gì? Phương trình 1 có hai nghiệm như nào? Cùng nhỏ hơn k. Để phương trình có hai nghiệm cùng nhỏ hơn k tương đương điều gì? Nào, ngồi cao hết mắt lên. Tương đương điều gì? Delta lớn hơn không? Và cả hai thằng này cùng nhỏ hơn mấy? Cùng nhỏ hơn không? Nhưng mà cả hai thằng này cùng nhỏ hơn không thì tích của chúng vẫn gì cả lớp? Vẫn lớn hơn không? Và điều gì nữa? Nhưng tổng của chúng âm hay dương? Âm. Nghĩa là ta có x1 cộng x2 trừ mấy k? Nhỏ hơn không? Nhá. Rồi. Ok. Thầy đã hướng dẫn các bạn gần như tất cả những cái lý thuyết của phần hàm bậc 2. Và trên phiếu thì chúng ta còn một số các ứng dụng nhỏ nhỏ nữa. Thầy chỉ quan tâm một ứng dụng thôi. Đó là thầy hứa ở đầu giờ, đó là hướng dẫn các bạn cách phân tích nhân tử, đúng không? Rồi. Thôi nào, nốt phần này chúng ta được về với gia đình rồi. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt lắm chưa? Hả? Mệt rồi á? Mạnh mẽ lên em. Thầy tin em. Hả? Nào, ứng dụng cuối cùng thầy muốn nói với các bạn đó là chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử.
Thôi cái đây là một cái ứng dụng rất là dễ, các em có thể, nhưng mà các em bắt buộc phải làm được nhá, bởi vì sau này chúng ta cần phải tách ép thằng này rất là nhiều. A là nick bình này, cộng B là nick cộng C này. Nếu biểu thức này có hai nghiệm lấy x1 x mấy? Nếu thằng này có hai nghiệm lấy x1 x2 thì thằng này sẽ được tách thành A nhân x trừ x1 nhân. Lớp đã hiểu thầy nói cho này chưa? Ok chưa? Cho nó x1 x2 là gì, nhắc lại, x1 x2 là các gì? X1 x2 sẽ là hai nghiệm của phương trình gì? AX bình cộng B lên x cộng C, và các này em bấm máy gì? Ok, chúng ta bấm máy tính. Nào thầy lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ. 2x bình trừ 5x cộng 2 nào. Chúng ta tách cậu thầy. Bấm máy tính đi xem phương trình này có hai nghiệm là gì đã. Chúng ta bấm máy tính cậu thầy xem phương trình có hai nghiệm là gì. Bấm. Chúng ta ra được hai nghiệm, đó là 2 và 1 phần 2. Vậy ta sẽ tách như sau này. Thứ nhất là mấy đã? Công thức này 2 nhân x trừ mấy? X trừ 2 nhân x trừ 1 phần 2. Tuy nhiên thì chúng ta nên nhân 2 vào đây hay nhân 2 vào đây? Và sau hay là vào trước? Và sau. Cái thằng thắng là cái thằng 2 trừ 1. Cả lớp có đồng ý không nhỉ? Thầy nhân 2 vào để chỗ này nó mất cái phân số 1 phần 2 đi. Ok, các em nhân vào gì cũng được đúng không? Nào, các em hãy tách cho thầy thằng này. T bình trừ 5T cộng 6 bằng bằng. Tách cho thầy. Các bạn nhớ nhá, là tách nó phải có cái hệ số ở đầu nhá. Như hệ số thằng này bằng mấy mất rồi? 1, cho nên ở đây chỉ cần có hai nghiệm là gì? 3 và. Vậy tách thành T trừ 3 nhân T trừ 3 nhân T trừ 2 xong. Thì mình muốn thế nào nữa? Có đồng ý không nhỉ? Nào phương tiếp theo nào. Nào 7T bình cộng với 11T trừ đi 18 bằng 0. À thầy xin lỗi, không cần bằng 0. Giá nghiệm là bao nhiêu nhỉ? 1 và âm 18 phần 7 ngoặc nhọn nhá. Nào vậy chỗ này tách thành thứ nhất là 7 lần đúng không? Phải có 7 này. Nhân với T trừ 1 này. Dừng cái hành động đấy đi em. Em đến đây chỉ để chép à? Thầy sẽ cho em mượn vở của bạn nào đó về chép 10 lần. Nếu em muốn chép, em đến đây để học nhá, phải đến đây để chép. Nào, chép cho đầy vở sau cùng vẫn chả làm được bài. T cộng với T trừ nào. Trừ trừ phải thành gì? 10 mấy? Phần 7. Vậy đến lúc này chúng ta nhân 7 vào đây sẽ thành 7 gì? Cộng 18. Vậy đọc lại, vậy ta sẽ thành T trừ 1 nhân 7T cộng 18. Cả lớp đã biết cách, kem đã biết cách phân tích nhân tử phương trình bậc 2 chưa? Rồi. Có ai thắc mắc gì không? Em thắc mắc gì? Về nhà bài tập của các em làm hết chiều này. Buổi sau làm bài kiểm tra đầu giờ mà không được là ăn đập đấy nhá. Chào bài gì? Chúc em buổi tối vui vẻ.